Hôm nay, ekip chương trình Thắp sáng ước mơ của truyền hình Đồng Tháp về thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để kể về hoàn cảnh của em Trần Thị Kim Tuyền, học sinh lớp 9A6, trường trung học cơ sở thị trấn Cái Tàu Hạ. Hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của em Trần Kim Tuyền thật sự rất khó khăn. Tiếp chúng tôi là bà Đặng Thị Sáu, là bà nội của em Kim Tuyền. Bà đã 84 tuổi, người đã cưu mang và nuôi nấng em từ nhỏ đến lớn. Bà nội em kể rằng, từ khi người cha của em mất, thì em Trần Thị Kim Tuyền mới 1 tuổi. Và sau đó, người mẹ của em cũng rời bỏ đứa con thơ và ra đi tìm hạnh phúc mới. Kể từ đó, em Trần Thị Kim Tuyền xem như là trẻ mồ côi tại địa phương. Vậy là bà nội của em làm nghề bán vé số, nuôi nấng giám hộ đứa cháu gái đáng thương mười mấy năm qua. Ba nó chết rồi, cái tôi nuôi nhỏ lớn đó, mẹ nó bỏ đi luôn. Hồi cha nó chết, nó giờ bán số nuôi. Tôi bị té gãy xương chậu hơn 1 năm rồi. Rồi thành ra ở nhà không có đi bán được. Bà con xóm gần đây là ai cũng đều thương chứ, ngoài chợ cũng vậy, cho gạo, còn người cho tiền. Rồi mình sống đó, hẩm hút vậy. Con nói con cho được học bổng. Thôi tôi là bà nội của con Trần Thị Kim Tuyền. Thay mặt cho nó là tôi rất cảm ơn Mạnh Thường Quân với các thầy, với mấy ông ở thị trấn, địa phương rồi đã cảm ơn nhiều lắm. Có lẽ ý thức hoàn cảnh nghèo khó của bà nội, nhất là từ khi bà nội bị té gãy chân, không còn đi bán vé số được nữa, không còn khoản thu nhập nào để lo chi phí sinh hoạt trong gia đình. Em Trần Thị Kim Tuyền càng thương bà nội nhiều hơn. Bản thân em Kim Tuyền cũng luôn cố gắng chăm ngoan học hành để quyết tâm thực hiện ước mơ làm cô giáo. Hiện tại, ngoài sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cũng như bà con chòm xóm thường xuyên chia sẻ giúp đỡ gạo, thức ăn cho hai bà cháu, em Trần Thị Kim Tuyền cũng tranh thủ nấu cơm, hái rau, làm thức ăn và lo lắng chăm sóc cho bà nội mau hết bệnh để tiếp tục đi bán vé số. Dạ, bà nội con đi bán vé số lặn lội từng ngày bán cho con, đi sớm về trễ để nuôi con ăn học từ nhỏ đến lớn, nên con cảm thấy rất là yêu thương nội, con sẽ cố gắng học tập để nuôi được nội. Hôm nay con nhận được suất học bổng này, con cảm thấy rất may mắn và biết ơn. Con xin cảm ơn công ty Sổ số kiến thiết Đồng Tháp, trường trung học cơ sở Cái Tàu Hạ, chính quyền địa phương. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các Mạnh Thường Quân. Quý khán giả, để giúp cho học sinh Trần Thị Kim Tuyền viết tiếp ước mơ học tập của mình và vượt qua những khó khăn hiện tại, thì ngày hôm nay ekip thực hiện chương trình Thắp sáng ước mơ của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp cùng nhiều Mạnh Thường Quân, nhiều nhà hảo tâm đã có mặt tại trường trung học cơ sở thị trấn Cái Tàu Hạ của huyện Châu Thành để chung tay hỗ trợ cho Kim Tuyền. Và nhân dịp này thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cũng gửi đến một bức thư. Ngọc Quyền xin được trân trọng kính mời đạo diễn nhà báo Tùng Thiện sẽ trao bức thư đến cho học sinh Kim Tuyền ạ. Kính mời ông Nguyễn Dương Thảo, trưởng phòng kế hoạch đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp sẽ trao suất học bổng trị giá 12 triệu đồng đến học sinh Kim Tuyền. Trân trọng kính mời ông. Chào con. Dạ. Chú thì đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổ số kiến thiết Đồng Tháp. Dạ. Đến đây trao tặng con cái suất học bổng Thắp sáng ước mơ, ghi nhận sự vượt khó của con trong thời gian qua. Dạ. Và chú cũng mong trong thời gian tới con phải cố gắng học thật tốt, trở thành trò ngoan, học giỏi. Mời bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Châu Thành trao phần quà đến em. Mời ông Đỗ Nhật Định,
huyện ủy viên, bí thư đảng ủy thị trấn Cái Tàu Hạ trao phần quà đến học sinh. Mời bà Phạm Cát Chiêu Hằng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Cái Tàu Hạ trao phần quà đến em. Mời thầy Huỳnh Thanh Vinh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn Cái Tàu Hạ trao phần quà đến cho học sinh của mình. Ước mơ cũng chỉ là ước mơ khi đường đến còn gặp ghềnh trắc trở. Ước mơ sẽ đạt thành ước mơ khi quanh ta có những tấm lòng nhân ái bao la. Cùng sẻ chia bao lo toan vất vả đời thường, cho em được cắp sách đến trường, cho em vui bước bên giảng đường, vững tin vào đời bằng trái tim yêu thương. Trái tim yêu thương thắp sáng ước mơ, thắp sáng bao khát vọng mãi sau, sáng lên bao niềm tin. Kính thưa quý vị, dịp này thì đại lý vé số công thi ở thành phố Cao Lãnh, đại lý vé số Nguyễn Thị Thiên ở thành phố Hồ Chí Minh cùng các mạnh thường quân Dựa Gạo Kiệt ở phường 1 thành phố Cao Lãnh, em Diệu Phước ở phường Mỹ Phú thành phố Cao Lãnh, bé Gia An Khánh An ở thành phố Cao Lãnh, em Vũ Luận ở thành phố Cao Lãnh, anh Võ Minh Thành ở thành phố Cao Lãnh cũng đồng gửi đến cho em những phần quà để động viên và khích lệ tinh thần học tập cho em. Ngọc Quyền xin được trao đến cho Kim Tuyền. Đến đây thì chương trình Thắp Sáng Ước Mơ của truyền hình Đồng Tháp cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp đã luôn đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thắp sáng ước mơ, thắp sáng con đường đến trường.